Rồi test nhẹ cho anh em tham khảo, con Adila làm một khung nội thoái, làm một con ha, và phần cái bộ lọc gió mới xe luôn đó, cậy nhẹ xe êm ru nha, nhẹ nhàng tiết kiệm xăng cho anh em. Rồi chào anh em Adila đỏ nha, em review cho anh em tham khảo quá trình em bảo dưỡng nồi nè, làm luôn phần cái lọc gió nè, làm luôn phần cái bình xăng con, chạy nhẹ xe tiết kiệm xăng và bốc cho anh em ha, hết luôn cái tình trạng bị rung rực ha. Xe này thì nó quá mòn rồi ha, em quay lại cho anh em tham khảo nè. Cái nồi chạy bị tình trạng một sọc chuông nè, sọc chuông nhiều ha. Bố thì đang xài bố dán nè, bòn chai bố lì bố nha. Đó, cái bộ bi nè, bi nó bị bể bi luôn, bể bi hết nha. Đó, kẹp trượt thì nó mòn rồi nè, mỏi rồi. Đó, cặp nhôm nồi thì nó bị mòn lõm, không còn độ phẳng nữa. Cái dây cura thì đứt dây cura hết nha. Đó. Rồi, có bình thì em chuyển xe em xài có bình cái bộ nồi thái cho anh em chạy nhẹ xe bền. Riêng ở phần dây thì em đi dây bando Nhật nha, bando Nhật nè và bi bando Nhật cho anh em cho nó bền ha. Hai này thì quá ngon rồi. Đó, phần nồi thì đi có bình nồi Vinh Thái, một cái chuông nồi Vinh Thái nè, trắng đẹp phun mới nè. Đi kèm giữ xe bao phun là nguyên cùng bố Thái 1 2 3. Em đi bố Vinh Thái rất bền ha. Phần cái nồi trước lại đi gặp nhôm nồi Vinh Thái nè, trắng đẹp phun mới xe luôn. Cái xe nữa nguyên nha. Đó. Và phần lọc gió Vinh đủ xe. Đó. Anh em Attila mà muốn bảo dưỡng nồi nè, làm máy làm mình xăng con, chạy nhẹ xe bốc thì ghé bên Độ Xe Việt Nam. Bên em chuyên làm nồi làm máy Attila nha. Rồi, em chào anh em. Rồi em chào anh em Attila nha, em review cho anh em tham khảo quá trình em bảo dưỡng nồi nha. Đầu tiên em khu vực bi bando Nhật cho phần cái bộ chén bi. Bi thì nó có hai chiều ha, anh em để chiều đích nằm dưới nha. Đó, đánh lên hộp mòn bi của anh em. Rồi, có mình đi xé bài phần trực nồi dinh vô ha, cho phần cái tấm phần nồi nha, bài trực nồi mới. Đó, quá đã. Anh em lưu ý là lắp đúng chiều bi và lắp đúng 6 bi nha, đừng lắp 3 bi hoặc 4 bi nha, lắp đúng 6 bi, nó sẽ chạy ngọt hơn cho anh em. Dây thì em dùng dây bando Nhật nha. Rồi em tiến hành cho phần cái bộ nồi trước vô nha, đó, lắp phần cốt nồi trước, anh em lưu ý cho lắp ắc nồi mới vô luôn. Rồi, phần cái bộ dây thì nó có hai chiều ha, dây thì em cho chiều chữ nằm ngoài nha, dây bando Nhật ha. Tiến hành cho phần cái cánh quạt nồi vô nha, đó, tới phần cái bộ lồng đền và tán nồi trước nha anh em. Rồi em tiến hành cho phần cái bộ nồi sau vô. Đó, combo đi full của mình nguyên bộ nha. Còn nguyên cùng bố Thái ha, dây bando Nhật. Đó, một cái chuông đồ Vinh Thái này, trắng đẹp full mới luôn. Đó, quá xịn nha ha. Rồi, tới phần cái bộ lồng đền nồi sau và tới tán nồi sau nha anh em. Rồi, tiến hành là bắn tán nồi trước, bắn tán nồi sau, sau đó thì lắc kê lại luôn ha. Và lắc nồi, test thử để cho anh em tham khảo nha. Rồi test nhẹ cho anh em tham khảo con Adila làm một khung nồi thái, làm bình xăng con ha, và phần cái bộ lọc gió mới xe luôn đó, chạy nhẹ xe êm ru nha, nhẹ nhàng tiết kiệm xăng cho anh em. Kéo thử vài đường để cho anh em cảm nhận con Adila đỏ ha, đó làm khung nồi thái bốc nhẹ êm bền ha. Đó, tha hồ cho anh em chơi đi nha, bao nhẹ xe bền tiết kiệm xăng, hết rung giật nha. Xe này chạy rung giật lắm thì em làm lại, bây giờ chạy là nhẹ xe bền luôn đó. Adila đỏ quá đẹp ha. Đó, xe bền quá sướng nha. Anh em Adila mà muốn làm nồi làm máy thì ghé bên Độ xem nha. Bên em thì chuyên làm nồi làm máy dòng Adila, chạy bao bền bao nhẹ cho anh em luôn đó. Ok, còn là cành đào liền ha. Đó, quá sướng, bốc nhẹ bền bò. Đó, tha hồ cho anh em đi chơi đi cùng dài nha, rất mạnh nha. Nó dòng Adila này chạy rất mạnh ha. Làm xong em sẽ test thử thực tế và em sẽ viết hóa đơn hay đầy đủ cho anh em Adila vậy nha. Đó, trong quá trình vận hành thì có gì thì em sẽ bảo hành miễn phí cho anh em. Rồi, em cảm ơn Adila rất nhiều. Chào anh em.